Một chức năng vô dụng nhất mà Facebook đã tạo ra khiến cho hiệu suất trong làm việc đội nhóm của các bạn giảm xuống gấp bội phần, đó là chức năng Tag Everyone. Anh thấy rất nhiều trong những cái group chat, những group công việc, mọi người sẽ đăng một cái thông tin sau cuộc họp xong đúng không? Đăng là một cái meeting minutes là ok, đây chúng ta đã thống nhất, đây là những cái mà chúng ta nhận ra, những cái chiến lược sắp tới, và đây là những cái phần việc cần phải làm, cách phối hợp với nhau. Đăng lên và bắt đầu phía dưới bắt đầu tag everyone. Mọi người ơi, vô coi lại cái thông tin đã thống nhất nha, rồi phần việc của ai vào coi nha mọi người ơi. Và đó là một cái kêu gọi rất kém hiệu quả, bởi vì everybody is nobody, mọi người là không ai hết. Một cái giao tiếp hiệu quả trong công việc phải là chỉ đích danh tới ai, mình mong đợi gì từ người đó, mình muốn người đó vô trong cái thông báo này coi cái gì, và coi cái đó xong thì mình mong đợi họ sẽ phản hồi lại cái gì với mình. Như vậy mới là hoàn thành một cái quy trình giao tiếp và phối hợp trong công việc. Đừng có gọi là everyone, mọi người ơi vào coi là cái thông báo này nha, mà là tag bạn Nguyễn Văn A, và cái vai trò của bạn là graphic designer, thì tag bạn vô và nói là à, bạn A ơi, với như mình có ghi lại thông tin rất là rõ ràng đầy đủ ở đây, bạn có thể coi lại để nắm rõ cuộc họp và check kỹ cái mục số 3 trong những cái tiêu chí mà chúng ta cần có trong cái phần design đã thống nhất cho cái campaign sắp tới nghe. Bạn check lại một lần nữa xem có rõ chưa, đầy đủ chưa, có gì thiếu hay không, thì confirm xác nhận xuống phía dưới giúp mình. Thậm chí tag leader của mình vô, dạ anh C ơi, anh vô coi lại giúp em là cả ba phần này đã đủ chưa ạ, em ghi là tổng hợp rõ ràng đầy đủ rồi, em check, anh check giúp em xem có thiếu gì không. Đặc biệt là cái phần mục số 3 này, em khi em viết xuống em vẫn còn băn khoăn chỗ này, anh check lại giúp em chỗ đó với. Và mỗi người khi tiếp nhận một cái thông tin, tùy vai trò, tùy trách nhiệm, tùy năng lực, tùy vị trí, họ sẽ cần lấy những thứ quan trọng riêng đối với họ, và họ cần có một cái action riêng với họ, và họ cần có một cái phản hồi cụ thể lại với cái người kêu gọi. Thậm chí trong một số trường hợp nó cần có deadline, phản hồi lại cho mình trước bao nhiêu giờ là cần phải vô xác nhận coi đầy đủ hay chưa để mình bắt đầu triển khai. Thậm chí sau một số trường hợp, nhưng ít nhất là đừng có một lời kêu gọi chung chung là mọi người ơi vô coi nha. Mọi người là ai? Vô coi cái gì? Coi cái đó để làm chi? Coi xong thì bạn mong đợi là tôi sẽ làm gì với bạn? Thì chỉ quăng một thông tin ra giống như vậy thôi, và mong đợi hy vọng là mọi người sẽ tự vô coi, mỗi người sẽ tự có trách nhiệm và tinh thần ý thức tự chủ cầu tiến gì đó. Đó là lúc mà các bạn sẽ rất là ngạc nhiên là không có ai coi hết, hoặc họ chỉ lướt qua và không nhớ, và không thật sự làm cái điều mà mình mong muốn. Đó là lúc mà teamwork thất bại, và đó là lúc mà chúng ta sẽ dễ hiểu lầm nhau, dễ mong đợi nhau, dễ cảm xúc với nhau, mà công thực và công việc không được tiến triển. Một lần nữa, nên mỗi lần đối với anh luôn á, bị tác một vài lần vô coi, thì đúng là thường là những thông tin rất là chung, nó không liên quan gì một cách cá nhân tới với mình ha. Nên mà anh mà check cái Facebook mà hiện lên cái notifications á, mà thấy là tác Huỳnh Duy Khương and others, thường là anh sẽ bỏ qua nó. Còn tác chính đích danh mình, vì một điều gì đó, thường mình sẽ dành thời gian để coi hơn, bởi vì họ kêu lên tên mình để họ nói một điều gì đó với mình thì mình sẽ tập trung chú ý hơn rất nhiều. Cho nên nhớ, để công việc của mình hiệu quả hơn, hãy suy nghĩ thật kỹ mình nhắm đích danh tới ai, mong đợi họ sẽ coi cái gì trong đó, tại sao việc đó lại quan trọng đối với họ, và mình mong đợi họ phản hồi lại gì với mình. Khi đó nó sẽ giúp cho việc teamwork, phối hợp của bạn hiệu quả hơn rất nhiều.